Hiếu có những cái suy nghĩ nó khác hơn. Ví dụ như hồi xưa mình suy nghĩ là ok, không có theo nghề nữa, có suy nghĩ chán nghề nhiều hơn. Trong cuộc sống thì nó sẽ trải qua từng cái biến cố khác nhau, từ từ nó ảnh hưởng vô tâm lý của mình. Thật ra thì Hiếu không phải theo xu hướng, Hiếu chỉ cố gắng nỗ lực đối với bản thân mình để mình vượt qua được một cái Hồ Văn Hiếu trước đây. Đang dự định là mình sẽ cố gắng lập gia đình trong năm nay. Mình cũng muốn bước qua một cái trang mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn. À, vâng, lời đầu tiên Hồ Văn Hiếu xin gửi đến quý vị một lời chào trân trọng nhất. Sau khi làm cái MV đó xong thì mình có đọc những cái bài báo thì có phản ánh là MV là bạn bạn nữ diễn viên á có lộ những cái hình ảnh nó lộ cảnh nóng hay gì đó, thì ekip cũng có họp lại thì cũng lên check lại cái MV thì thấy là những cảnh đó thì nó cũng không có đến nỗi là phản cảm lắm. Thật ra thì khi mà đưa lên mạng xã hội đó, những cái clip mà nó có về dung tục hoặc là hình ảnh khiêu dâm hoặc là những cái hình ảnh cấm hoặc cái gì đó thì bên YouTube họ đã bắt chước rồi. Nên là mình bên ekip cũng rất là an tâm khi mà đưa những cái clip lên như vậy. Có lẽ trong cuộc sống thì nó sẽ trải qua từng cái biến cố khác nhau, từ từ nó ảnh hưởng vô tâm lý của mình. Ví dụ như Hiếu cũng từng trải qua những tình yêu đau khổ, thì sau khi cái chuyện tình đổ vỡ xong thì mình cảm thấy là mình bị buồn nhiều hơn. Đôi khi những cái mối quan hệ mới mình khó mở lòng hơn, khó chia sẻ hơn. Rồi trong công việc mình cũng gặp những cái nỗi khó khăn, rồi những cái áp lực nhưng mà mình cũng không thể nào chia sẻ được với ai đó, nên là đôi khi tự mình phải chịu những cái điều đó, thì lâu ngày dần mình cảm thấy là nó không có giải tỏa được và không có giải quyết được. Ví dụ như trước đây đi, Hiếu có những cái suy nghĩ nó khác hơn. Ví dụ như hồi xưa mình suy nghĩ là ok, mình sẽ không có theo nghề nữa, tại vì ai rồi cũng sẽ lớn rồi, ai cũng sẽ già, ai cũng sẽ hết thời, rồi thôi mình không có theo nghề nữa. Rồi từ đó bắt đầu mình có suy nghĩ chán nghề nhiều hơn. Sau này khi bắt đầu mình có cái thời gian để suy nghĩ nhiều hơn thì mình suy nghĩ là ô, cuộc đời này mình được may mắn khi mình được sự nổi tiếng và được sự đón nhận từ khán giả, và mình đang được làm một cái nghề mình yêu thích bằng với cái chính số tiền mình kiếm ra hoặc là được sự đón nhận từ mọi người, thì mình bắt buộc mình phải sống trả lại trọn vẹn cho cái nghề nó đã cho mình được những sự may mắn đó. Mình biết tự cách làm vui cho mình, ví dụ như nhiều lúc buồn bã mình có thể đi tập thể dục để cho tinh thần mình được thoải mái hơn, chịu khó đi ra ngoài tiếp xúc bạn bè. Rồi về tình yêu là cũng vậy, mình phải cố gắng mở lòng mình nhiều hơn, mình tin tưởng nhiều hơn, không có còn suy nghĩ quá nhiều để mà cho mình một cái áp lực quá lớn. Khi trở lại với con đường âm nhạc thì mình cũng nghiên cứu rất là nhiều, tại vì khi mình bỏ khá lâu thì cái thị trường âm nhạc nó sẽ đổi mới liên tục, và bây giờ hiện tại bây giờ thì các bạn trẻ giỏi rất là nhiều. Chính vì vậy khi quyết định trở lại với con đường ca hát kỳ này thì mình có tìm được một ekip trẻ cũng sản xuất nhạc cho mình, để mà cái dòng nhạc của mình nó mới mẻ hơn và nó theo kịp thời đại hơn. Thay vì trước đây đi, ví dụ như Hiếu chọn những cái bài hát nó quá bi lụy về tình yêu, hoặc là những cái giai điệu nó quá quá buồn, hoặc là nó chưa có được chill hoặc là sôi động lắm, thì bây giờ Hiếu đã đổi nhạc để nó thêm cái phần hợp hơn với các bạn trẻ. Mình cũng không sợ cái chất âm nhạc của mình mất đi, tại vì cái chất giọng của mình thì nó vẫn là vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng khi mình muốn đổi mới thì mình vẫn giữ một nét riêng của mình trong đó. Quá đi là mình chỉ phối nhạc để mà cho nó mới mẻ hơn, và khi cách xử lý bài hát của mình nó cũng sẽ mới hơn với cách hát và cái cách xử lý bài hát. Hiếu cũng đã chuẩn bị cho mình những cái clip ngắn hoặc là những cái nội dung để mà chia sẻ đều trên tất cả các trang mạng để mà cái bài hát của mình được viral tốt hơn. Cái MV này cũng là một cái MV mà
nó là một cái bước nền coi như cho Hiếu đầu tiên để Hiếu bước nhiều hơn trong cái con đường sự nghiệp ca hát của mình. MV tiếp theo Hiếu sẽ ra mắt một cái MV về đêm, tại vì trước giờ Hiếu chưa có thử sức mình về vũ đạo. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì Hiếu cũng đang cố gắng để mà đi tập vũ đạo để mà làm mới cái hình ảnh của mình nhiều hơn. Về cái hình ảnh của Hiếu sắp tới nó sẽ chỉnh chu hơn, trưởng thành hơn và đàn ông hơn. Hiếu không phải là theo xu hướng. Hiếu chỉ cố gắng nỗ lực đối với bản thân mình. Bản thân mình, trước tiên là bản thân mình, để mình vượt qua được một cái Hồ Quang Hiếu trước đây. Năm nay mình cũng đang dự định là mình sẽ cố gắng lập gia đình trong năm nay. Thì hiện tại mình cũng đang có tìm hiểu một bạn gái, cũng cách đây vài tháng thôi. Khi gặp bạn ấy mình cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy tin tưởng và cảm thấy có thể chia sẻ được những cái nỗi buồn vui trong cuộc sống. Nói chung mình cảm thấy là cũng đã đến thời điểm rồi, tại vì mình cũng muốn bước qua một cái trang mới, cái trang tự do của mình, trang độc thân của mình cũng đã xài, nó cũng đã gần hết rồi, nó đã quá rồi. Thì bây giờ mình muốn qua một cái trang mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Sắp tới nếu mà mình có tin vui thì mình sẽ công bố cho mọi người. Hiếu cảm ơn khán giả đã theo dõi buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và một lần nữa Hiếu xin kính chúc quý vị có một ngày thật sự vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình. Xin cảm ơn.